Roma. Roma đoạn 9 câu 2 và câu 3. Xin mời một người đọc Kinh Thánh Roma đoạn 9 câu 2 và câu 3. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác. Ông Phaolô ông nói như câu 1 có thì ông nói rằng ông nói rất là thật. Chứ không phải là ông nói với xạo, không phải là ông chỉ nói cho nó có, không phải chỉ là ông là bề ngoài, chỉ là môi miếng, nhưng mà ông nói rất là thật rằng ông buồn bực lắm và ông đau buồn lắm, cái nỗi đau không dứt và cái sự buồn bã rất là lớn. Và nếu có thể được, ông ước ao để nhiều người được cứu, những người dân tộc của ông được cứu, nếu mà ông là thế chỗ của họ, có nghĩa là ông bị hư mất, ông bị nguyền rủa, ông bị sự trừng phạt để cho dân sự của ông tất cả được cứu, thì ông cảm thấy cái nỗi đau đó ông vẫn chấp nhận được. Thưa quý vị, đây là một cái tâm tình của một cái người mà yêu thương người khác, một cái tâm tình mà có thể sẵn sàng thay thế đó, thế chỗ của người khác luôn, sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi sự gian khổ, sự nguy hiểm và cả đến cái mạng sống hay là cái sự cứu rỗi. Nếu mà nói đến đây là ông chấp nhận tất cả để mà dân sự của ông được cứu, thì đây là một cái tâm tình quá đặc biệt. Mình phải nói rằng chưa có ai mà có cái tấm lòng như ông Phaolô. Bởi vì Phaolô là một con người mà quý vị thấy trước đó ông đã chống Chúa, ông bắt bớ đạo của Chúa, và ông có thể nói rằng sốt sắng, chứ không phải là ông chỉ vừa vừa, nghĩa là ông quyết liệt. Nhưng mà khi ông đã biết Chúa, ông gặp Chúa trên con đường đi Đa-mát, thì ông lại cũng quay 180 độ. Ông lại cũng quyết liệt, còn quyết liệt hơn nữa. Ngày xưa ông quyết liệt để mà chống Chúa và bắt bớ những cái môn đệ của Chúa, thì bây giờ ông lại càng quyết liệt hơn trên con đường theo Chúa. Và quý vị thấy ông Phaolô, ông làm việc ngày đêm luôn. Có ai mà mới vừa bị thương rồi chết, gọi là người ta tưởng ông chết rồi đó, ném đá tưởng ông chết rồi đó, mà sáng ngày mai ông đi giảng nữa, thì quý vị có thể tưởng không, sáng ngày mai thấy ông xuất hiện mà ông giảng nữa, người ta tưởng ông chết rồi. Nhưng mà ngày mai thì ông lại có lẽ là rịt lành vết thương, rồi băng bó một chút ít gì đó, rồi đứng lên rao giảng. Thì quý vị thấy một cái tinh thần sốt sắng của ông nó kinh khủng quá, không thể tưởng được. Và ông không cần cái gì hết, ông làm việc ông không nghĩ gì đến danh đến lợi hết. Ông vừa làm việc, vừa hầu Chúa, vừa may trại để mà kiếm sống, nuôi cái đoàn truyền giáo của mình. Rồi vô trong tù, nếu quý vị đọc trong Kinh Thánh đó, thì khi mà ông vô trong tù, ông cũng làm việc nữa. Ông vô trong tù thì ông viết thơ, tất cả những bức thơ mà ông Phaolô, chúng ta đọc trong sách Tân Ước rất là nhiều bức thơ gọi là thơ tín ở trong lao tù, có nghĩa là ông viết ngay trong tù. Thường thường một người ở trong tù rồi thì còn muốn làm gì nữa không, chán quá, buồn quá, không có tinh thần gì để làm. Nhưng mà ông viết, ông viết thơ, ông gửi cho các hội thánh. Rồi ông quý vị thấy đó, ông huấn luyện, ông dạy ở trong cái trường Tirano, quý vị thấy ông huấn luyện những nhiều người để mà có thể làm môn đệ của Chúa. Rồi ông rao giảng cho tất cả những người ở trong tòa án, ở trong hoàng cung, những cái người mà ông gặp được, thì tất cả ai ông cũng đều rao giảng hết. Cho đến nỗi khi mà ông đứng trước tòa án, tay của ông còn mang xiềng, mà quý vị thấy đó. Và ông nói rằng tôi ước ao tất cả mọi người ở đây trở thành môn đệ của Chúa, ngoại trừ cái xiềng mà tôi đang mang đây thôi. Thì quý vị không thể hiểu được ông Phaolô, không thể tưởng tượng nổi. Đấy, có ai mà can đảm, có ai mà sốt sắng, có ai mà làm chứng, có ai mà rao giảng về Chúa ở trong tất cả mọi tình huống không? Rồi quý vị cũng thấy khi ông Phaolô ở tù, ông Sila, thì quý vị thấy biết là ông hát ở trong tù. Quý vị không thể tưởng được. Thường thường của mình ở ngoài đây có cái chuyện gì hơi buồn buồn một chút là mình thấy không muốn hát rồi. Phải không? Nhiều khi không muốn hát, không muốn ăn. Còn ông là hát luôn ở trong tù. Mà ông hát cho đến nỗi là nền ngục rúng động, chứ không phải là hát sơ sơ đó. Không thể tưởng được. Rồi đọc thư Philip, quý vị thấy trong khi mà ông ở tù, thì có nhiều người cũng nhân cái cơ hội ông ở tù đó nói xấu ông. Mà những anh em nói xấu ông đó là những ai? Cũng là những người hầu vị Chúa, nhưng mà ghen tị với ông.
Cho nên khi mà ổng ở trong tù thì ở ngoài họ được tự do. Họ được tự do thì họ rao giảng, họ đi giảng nhiều lắm. Và khi họ đi chỗ này chỗ kia rao giảng thì họ lại nói ám chỉ về ông Phaolô. Và cho rằng có lẽ trong cái bài giảng của họ, họ cho rằng ông Phaolô kiêu căng, ông Phaolô gọi là sống một cuộc sống gọi là theo ý riêng, có thể là không đi theo ý Chúa, cho nên bây giờ vô tù. Có lẽ là ông làm những cái điều gì đó không có đúng, cho nên ông phải bị người ta bắt rồi vô tùm tù, vân vân. Và có lẽ là rất nhiều điều người ta nói về ông Phaolô. Nhưng mà ông Phaolô không có buồn. Nếu quý vị đọc thư Philip, quý vị thấy đó, bức thư Philip là một bức thư mà khuyên mọi người hãy vui mừng. Ông nói rằng hãy vui mừng đi, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Trong khi ông đương ở tù, ông khuyên người ta vui mừng. Rồi trong Philip đoạn 1 thì ông nói rằng là những người nói xấu ông không có hề gì hết đó. Ông đã vui, ông đang vui và ông sẽ còn vui mừng nữa. Không hề hắn gì, ông dùng cái chữ là không hề hắn gì với tôi, gọi là không nhầm nhò gì với tôi hết đó. Bởi vì, tại sao vậy? Bởi vì ông nói rằng bởi vì Đấng Christ được rao giảng, tôi nghe mà Đấng Christ được rao giảng, ai giảng, giảng sao đó kệ, họ giảng, họ nói xấu tôi cũng được, mà miễn họ đi rao giảng, miễn họ đi làm chứng, miễn họ đi phát sách, miễn họ đi chứng đạo, miễn họ đi nói gì về Chúa là tôi mừng rồi, còn họ nói xấu kệ đó. Đó là cái điều mà ông Phaolô nói. Họ nói xấu tôi mấy cũng không quan trọng đó. Tôi không có buồn gì hết đó. Tôi đương vui và tôi nghe họ rao giảng là tôi vui rồi. Để quý vị thấy một cái tâm tình quá đặc biệt. Rồi ở trong Roma đoạn 9 thì ông nói rằng tôi có một cái nỗi buồn lớn lắm và cái nỗi đau không dứt được, đó là tôi muốn ước gì mà dân sự của tôi được cứu. Và nếu tôi mà bị nguyền rủa, nếu mà tôi bị dứt bỏ đó thì cũng được nữa. Miễn là nhiều người được cứu thôi. Đó là một cái tâm tình mà quá đặc biệt. Tôi phải nói là không thể tưởng tượng được cái tâm tình của ông Phaolô, quý vị thấy đó. Tôi đọc cái cuộc đời của Phaolô và tôi cảm thấy bị cuốn hút vì một con người rất là gọi là quyết liệt yêu Chúa. Và ông có một cái tâm tình đặc biệt lắm. Ông không hề nghĩ gì hết. Trong lúc đó thật mà sự mà nói đó là quý vị biết, những cái điều mà nó xảy ra trong Phaolô là phải buồn thôi. Nhưng người bình thường là buồn lắm, buồn thấm thía luôn. Có ai mà đi học với Chúa mà phải thiếu thốn khó khăn? Có ai đi học với Chúa bị bắt bỏ tù, rồi bị bỏ tù rồi anh em không đi thăm mà anh em còn nói xấu nữa? Đấy, quý vị thấy không thể tưởng được, phải không? Rồi làm sao mà ông cứu giúp cho người ta, ông đem tất cả mọi sự tốt lành cho người ta mà người ta lại tìm cách để mà giết ông, rồi kiện cáo ông, rồi còn anh em theo Chúa là còn kiêng ăn để mà gọi là quyết tâm mà giết ông Phaolô nữa. Thì quý vị nghe những câu chuyện đó không, là quý vị bất mãn liền. Bất mãn quá. Tại sao như vậy? Và nhiều khi mất đức tin nữa. Tại sao Chúa là để một người yêu mến Chúa, một con người quá tốt, phải nói như thế, mà lại rơi vào trong một cái hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn, nguy hiểm. Và ông nói rằng ông bị nhiều lắm. Nguy trên nguy với quân trộm cướp, nguy với anh em giả dối, ha? Nguy trên sông, trên bến, nguy với rất là nhiều người. Nhiều lần ông bị đòn mà mỗi lần là thiếu một roi đầy 40, là lý do về luật thôi, chứ còn không cái luật mà không có cấm đánh 40 roi thì chắc là họ đóng cả mấy trăm roi luôn cho ông, chứ không phải là đánh 39 roi đâu. Nhưng mà bởi vì ông là có quốc tịch La Mã cho nên người ta không dám đánh ông thôi. Và quý vị thấy ra nếu mà đọc cuộc đời của Phaolô, tại sao mà ông bị như vậy mà ông lại quá, có thể nói rằng cái tấm lòng không thể tưởng được, không một chút hận thù, không một chút cay đắng, không một chút buồn giận. Chứ không thì ông nói rằng thôi được rồi, dân Do Thái đối xử với tôi vậy là tôi bỏ luôn, đúng không, ghét bỏ luôn, không bao giờ rao giảng, không bao giờ nói về Chúa. Nhưng mà khập, ông Phaolô vẫn ở đây, ông vẫn bày tỏ một cái tâm tình là ông rất muốn dân sự của ông được cứu. Thì đấy là một cái tâm tình mà chúng ta phải học tập, là chúng ta phải yêu thương cái linh hồn của rất nhiều người, bởi vì thật sự ra họ không biết, tôi thưa quý vị, họ không biết, cho nên họ sống mà họ như trong cái thời của Noe là ăn uống cưới gả vui vẻ và họ tự tin. Thậm chí nếu quý vị nói về Chúa đó, họ cũng nói họ không có cần đâu, đừng có nói. Nhiều khi mình nói về Chúa đó, quý vị thấy có nhiều người họ nói tôi không có cần, tại sao nói gì với tôi không muốn nghe đây. Và tới đó là mình nản rồi đấy, tới đó là mình cảm thấy không muốn nói nữa. Cho nên từ chỗ này chúng ta nên học tập cái tinh thần của Phaolô, là ông nói rằng ông luôn cầu nguyện, ông luôn khao khát, ông luôn mong muốn, và nếu có cơ hội thì ông sẵn sàng làm để mà dân sự của ông được cứu. Thế thì chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay xin Chúa cho chúng ta để chúng ta siêng năng hơn một chút, yêu thương hơn một chút, chúng ta chịu khó,
để chúng ta có thể mời gọi nhiều người đến với Chúa. Thưa quý vị, đó là một cái công tác mà rất là khó chứ không có dễ. Vì khi chúng ta làm, chúng ta cũng sẽ gặp những cái gọi là những cái phản kháng, gặp những cái thái độ mà người ta đối xử với chúng ta giống y như là người ta đối xử với Phaolô. Họ nói đâu, họ đâu có cần đâu mà ông rao giảng, thấy không? Họ muốn giết ông mà ông giảng cái gì? Nhưng mà đằng này tâm tình của Phaolô vẫn như là một người mẹ, như là một người cha, giàu cho con của mình nó không biết mà nó muốn giết mình đi nữa, nhưng mà thật sự là mình cũng rất là sẵn sàng để mà đem cái điều tốt lành, đem cái sự cứu rỗi, đem cái chìa khóa cứu rỗi cho những người thân yêu của mình. Cho nên chúng ta cũng vậy, đây là cái tâm tình của Phaolô, và mỗi chúng ta ngày hôm nay hãy xin Chúa cho để chúng ta được ơn của Ngài, để chúng ta cũng có cái tình yêu thương như vậy, để chúng ta có sẽ kiên trì ở trong cái sự đem nhiều người đến với Chúa. Ở trong cái đại hội kỳ này thì chúng ta cũng sẽ nói về cái cách nào để chúng ta có thể đem người ta về với Chúa, để khuyến khích người ta sống một cái cuộc sống mà bước đi theo Chúa. Thì đó là trong cái kỳ đại hội sắp tới đây chúng ta cũng sẽ bàn về vấn đề này. Cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp cho tôi và quý vị. Hãy cầu nguyện, tôi thấy trước nhất đó là chúng ta nên cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa. Bởi vì Chúa Thánh Linh phải làm việc trong lòng của những cái người mà họ cứng lòng đó. Những người mà chúng ta muốn nói đó, bình thường mình nói không được đâu. Phải nói như thế. Vì họ có quyền tự do của họ, và không phải là chúng ta nói thì họ sẽ nghe. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để xin Thánh Linh làm việc, để xin Chúa Ngài bày tỏ, Ngài soi sáng cho chúng ta, và Ngài cũng đưa họ, là kéo họ đến cái những cái tình huống, những cái hoàn cảnh mà họ có thể khiêm hạ, họ có thể mềm mại đối với Chúa. Chứ còn bằng không thì khó lắm. Cho nên tôi thấy chỉ có khi nào mà người ta gặp một cái hoàn cảnh nào đó, người ta mới đến với Chúa thôi. Còn bình thường người ta không cần đâu. Phải nói như thế. Khi người ta đầy đủ, người ta sung sướng, người ta giàu có, người ta thành công, thì người ta lại không nghĩ tới Chúa. Nhưng mà khi người ta đau khổ, khi người ta gặp những cái hoàn cảnh giống như ông Phaolô vậy đó, khi mà ông té ngựa đó, bình thường không ba gì nói ông nghe đâu. Nhưng mà ông phải mù, ông phải té ngựa, thì lúc bây giờ đó ông mới thay đổi. Cho nên việc của chúng ta là cầu nguyện. Và tôi thấy đây là một vấn đề mà mỗi chúng ta phải cầu nguyện. Giống như nhiều trường hợp tôi thấy đó, có nhiều người không bao giờ mình muốn họ đến với Chúa là họ đến đâu. Nhưng mà cầu nguyện cho họ, rồi một ngày nào đó Chúa lại mở lòng của họ, và họ sẽ thay đổi. Đó là điều mà chúng ta nên kiên trì. Dĩ nhiên là chúng ta không bắt buộc, không thuyết phục họ theo cái cách gọi là áp đặt được. Nhưng mà chúng ta có thể cầu nguyện. Và trong sự cầu nguyện đó, Kinh Thánh nói rằng là Đức Thánh Linh Ngài có thể tác động đến đời sống của họ, trong tấm lòng của họ. Giống như chị em của chúng ta trước đây, giống như là cô Hồng á, quý vị biết không? Cô Hồng cũng là một cái người đến với Chúa, nhưng mà khi mà chúng tôi muốn cô làm báp têm á, là cô dừng lại liền. Tới đó là bắt đầu dừng lại rồi. Thì không muốn, cô nêu ra nhiều lý do không muốn đến với nhà thờ nữa. Và chúng tôi kiên trì cầu nguyện thôi. Chứ xin Chúa làm việc, xin Chúa thăm viếng. Chứ bây giờ mình nói không được, rõ ràng là mình khuyến khích và mình làm đủ mọi thứ nhưng mà không được. Và khi cầu nguyện rồi thì tôi thấy lạ lùng lắm. Khi chúng tôi cầu nguyện hàng đêm, cầu nguyện cho cô, và Chúa cho cô gặp một cái tai nạn. Và sau cái tai nạn đó, thì tôi thấy tâm lòng của cô mềm mại. Và cô lại muốn đến nhà thờ. Đấy, đó là điều mà Chúa cho. Quý vị thấy chưa? Cũng như Chúa Nhật kia rồi đây là cô cũng muốn đi nè. Nhưng mà cuối cùng bị uống thuốc đau nhức thì nó buồn ngủ quá cho nên không có đi thôi. Đó là việc Chúa làm thôi, chứ còn mà mình không làm được. Chúng ta, phần của chúng ta là yêu thương, làm tất cả những điều chúng ta làm. Chúng tôi cũng chỉ có thể làm được những gì mà chúng tôi có thể làm, thăm viếng tôi, Ngọc Thanh đến để thăm viếng và có những cái lời để mà khích lệ, động viên. Nhưng mà trên hết đó là Thánh Linh của Chúa. Là tôi tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ cứu cổ. Cho nên hãy cầu nguyện quý vị. Hãy nghĩ đến những người thân yêu của mình và cứ cầu nguyện, cứ nêu danh của họ và cầu nguyện với Chúa. Và chính Chúa Thánh Linh sẽ Ngài bày tỏ, giống như trường hợp của Phaolô vậy. Một con người chống đối, một con người cứng cỏi, nhưng mà đến một lúc lại mềm mại. Thì cũng vậy, trách nhiệm của chúng ta là ngày đêm
cầu nguyện, yêu thương như người thân yêu của chúng ta. Và khi mà Chúa mở lòng họ, khi Chúa cảm động họ đó, thì họ mới nghe. Cũng như một số những đứa cháu của tôi cũng vậy. Khi mà ở tại Việt Nam thì tôi rất là muốn nó đến nhà thờ, chứ không phải là không muốn, nhưng mà không nói được. Vì biết người Việt Nam của chúng ta và những cái đứa con mà trưởng nam thì rất là khó. Nhưng mà tôi cầu nguyện với Chúa. Và mỗi lần như vậy cầu nguyện rồi mình thắp viếng, mình yêu thương thôi, chứ mình không có áp đặt, thì lạ lùng lắm. Tại vì Chúa khiến đến nỗi là tất cả mấy cái đứa cháu rể của tôi đó nha, nó không tin Chúa đó nha. Gia đình là gia đình trưởng nam, con trưởng nam đó, trong một gia đình đó, nhưng mà nó tin Chúa hết. Khi nó qua nó tin Chúa hết và nó đi nhà thờ hết. Mà mãi cho đến giờ này thì tôi thấy nó vẫn còn đứng, sau bao nhiêu năm nó vẫn đi nhóm lại, đi thờ phượng Chúa. Thì đó là điều mà tôi thấy rất là quan trọng ở trong vấn đề chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta. Đừng có nản lòng quý vị. Bà mẹ của Augustine á, Augustine là một chàng trai mà không có đức tin, không có rùng đạo gì cả đó. Trong khi bà mẹ thì hết sức là yêu mến Chúa, và bà cầu nguyện cho đứa con hư hỏng của bà. Bà cầu nguyện cho đến nỗi là khi mà bà nản lòng rồi, bà nản lòng mà nó thôi chắc tôi không cầu nguyện cho nó nữa quá. Tại vì càng cầu nguyện sao mình nhìn thấy nó không có hướng gì về Chúa hết, nó không có một chút gì hết chuyển hướng cả. Thì bà đến nói với tôi tớ của Chúa, thì tôi tớ của Chúa nói rằng bà ơi, bà đừng có nản lòng, cái đứa con mà với nhiều nước mắt á, nó không có hư mắt đâu, bà cứ tiếp tục đi. Thế thì bà nghe cái lời khích lệ đó thì bà về bà tiếp tục cầu nguyện, và bà tiếp tục cầu nguyện cho Augustine. Thì cuối cùng là Chúa đã thăm viếng, và đến cái lúc Chúa khiến Augustine đã trở lại với Chúa. Và ông không phải chỉ trở lại thôi, mà ông yêu mến Chúa và ông sốt sắng trên con đường theo Chúa, và ông trở thành Thánh Augustine mà quý vị hay nghe nói rất nhiều những cái câu nói, rất nhiều những cái điều mà ông đã bày tỏ về cái lòng yêu mến Chúa. Thế thì đời sống của tôi và quý vị cũng vậy. Ngày hôm nay có thể là chúng ta không làm được, chúng ta không nói được cho những người thân yêu của mình mà bắt buộc họ để họ có thể đến với Chúa được. Nhưng mà tấm lòng của chúng ta, tình yêu thương của chúng ta, và nhất là khi quý vị cầu nguyện với Chúa, nhờ cậy Chúa, và chúng ta có cái lòng khao khát để những người thân yêu của chúng ta đến với Chúa, thì một ngày nào đó Chúa mở lòng và họ sẽ đi theo. Cho nên chúng ta chờ đợi cái ngày đó. Việc của chúng ta là cứ gieo ra, vì chúng ta không biết là lúc nào chúng ta sẽ gặt được. Cứ trung tín ở trong cái vị trí của mình, cứ bền lòng đứng ở cái chỗ sức mẻ đó, và làm cái công tác của một cái người là nhắc nhở, một người cảnh báo, một người yêu thương. Nếu những người thân yêu chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ nói với họ. Đó là cái điều khao khát lớn nhất, đó là cái nỗi niềm của chúng ta. Mặc dù chúng ta không có áp đặt, nhưng mà nếu mà hỏi thì chúng ta phải nói rằng đó là cái khao khát, đó là cái ao ước lớn nhất ở trong đời sống của mình. Thì điều đó tôi tin rằng một ngày nào đó Chúa Thánh Linh sẽ cảm động lòng, và những người thân yêu của chúng ta sẽ đến với Chúa. Nguyện Chúa ban phước và nguyện Chúa ở cùng chúng ta. Tôi thấy rằng tôi áp dụng điều này đối với những người thân trong gia đình của tôi. Gia đình của tôi không có tin Chúa. Thậm chí mẹ của tôi khi đó cũng không bao giờ nghĩ gì đến Chúa hết. Và tôi cầu nguyện với Chúa, và bởi sự cầu nguyện đó tôi thấy rằng Chúa khiến một ngày tự nhiên mẹ tôi là yêu mến Chúa, đọc Kinh Thánh. Chứ trước kia tôi nói rằng mẹ ơi, mẹ mua kiến, mẹ đọc Kinh Thánh và khuyên nhủ bà, nhưng mà bà nó không có nghe. Bà nói rằng bận rộn, mắt mũi cũng không có thấy rõ ràng, mà công việc làm ăn thì nhiều quá, mẹ không có nghĩ gì tới hết. Nhưng mà một ngày nọ khi mà tôi đương ở tại trường thần học, thì mẹ của tôi viết thơ nói rằng bây giờ mẹ đọc Kinh Thánh rồi, mẹ mua kiến rồi, mẹ đi nhà thờ xuyên hơn. Hồi xưa là mẹ không có đi, một tháng là mẹ đi dựng lần thôi, nhưng bây giờ thì mỗi tuần. Hồi tôi còn ở nhà tôi khuyên mẹ, mẹ ơi, mẹ bỏ bớt công việc ngoài chợ đi để đi nhà thờ. Mà nói không có được. Lâu đã quen rồi, bao nhiêu cái việc mà người này bữa nay họ sẽ đem cái này, người kia họ sẽ lấy hàng kia, và mẹ không có thể nào đi được. Và một tháng bà sắp xếp một lần để bà đi nhà thờ thôi, chứ còn mà biểu đi mỗi tuần là cái điều đó không bao giờ có rồi. Nhưng mà lạ lắm, khi mà cầu nguyện rồi thì Chúa khiến, và mẹ tôi đi nhà thờ mỗi tuần.
rồi mẹ tôi đọc Kinh Thánh, và sau này đó cũng là điều mà tôi rất là vui, là khi về già, khi sắp qua đời thì mẹ tôi lúc nào cũng nhớ tới Kinh Thánh và cũng nói về Kinh Thánh, có một cái đức tin và có một cái đời sống mà hết sức là vui thỏa ở trong Chúa. Thì xin hãy làm tất cả những điều chúng ta có thể làm đối với những người thân yêu của chúng ta, đặc biệt là quý vị cầu nguyện và yêu thương, thì tôi tin chắc rằng cái tình yêu của mình sẽ cảm hóa được nhiều người. À, sự cầu nguyện thì Đức Thánh Linh sẽ làm việc ở trong lòng của những người thân yêu của chúng ta để họ có thể được cứu, và điều đó chúng ta sẽ rất là vui mừng. Xin Chúa ban phước và xin Chúa ở cùng chúng ta. Và bây giờ chúng ta dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta. À, cầu nguyện cho nhiều người Việt Nam chúng ta chưa được cứu. Dân tộc Việt Nam của chúng ta, quý vị biết rằng chưa đến 10% là những người thật sự theo Chúa, nghe không? Ít lắm. Và họ còn đi vào trong cái con đường hư mất tối tăm, không quan tâm gì đến đạo Chúa cả, thậm chí họ còn chống nghịch nữa. Thì đấy là cái thách thức rất là lớn đối với mỗi chúng ta. À, bây giờ chúng ta hãy chung để cầu nguyện, và tôi xin phép để mà dâng lời Chúa là cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con. Cha ơi, buổi tối hôm nay chúng con học lời của Ngài, và chúng con giờ này hiệp chung tại đây để cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng con, à, người Việt Nam của chúng con. Rất nhiều người đã không quan tâm gì đến Chúa, và chẳng những như thế mà họ còn mải mê trên cái con đường hư mất, họ chống nghịch lại Ngài nữa. Và trong đó cũng có nhiều người thân quen của chúng con. Lạy Chúa, giờ phút này chúng con một lần nữa xin dâng dân tộc Việt Nam chúng con trong tay của Chúa. Xin dâng anh em, chị em chúng con, đồng bào của chúng con ở trong tay của Ngài. Và cầu xin Thánh Linh của Chúa thương xót thăm viếng dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúa làm việc trong lòng của người Việt Nam của chúng con để họ mềm mại, để họ chân thật, để họ đi tìm chân lý. Người Việt Nam của chúng con là người biết rất nhiều về trời, thậm chí họ có bằng thiên ở ở ngoài sân nữa. À, họ nhận biết rằng muôn sự tại trời, nhưng mà là họ lại không thờ trời. Chúa ơi, cầu xin Chúa thương xót, cầu xin Chúa thăm viếng. Chúng con đọc tâm tình của follow hôm nay, và chúng con cảm thấy rằng chúng con mắc nợ với anh em chúng con. Chúng con còn phải làm nhiều điều nữa để có thể khiến cho đồng bào của chúng con biết đến Chúa và tin nhận Ngài. Lạy Chúa, xin ở cùng chúng con. Xin sử dụng mỗi đời sống của chúng con. Xin ban cho chúng con có tình yêu thương, có sự khôn ngoan. Xin ban cho chúng con để chúng con sống một cuộc sống thật sự là những người con của Chúa, là những người có đức tin, những người tin vào sự sống đời đời, và những người sợ cái hình phạt của hỏa ngục trong tương lai, để rồi chúng con sẽ hết lòng chẳng những lo cho chính bản thân mình, nhưng chúng con còn tha thiết để mời gọi nhiều người đến với Chúa nữa. Xin Chúa ở cùng và xin Chúa thăm viếng chúng con, ban phước trên mỗi chúng con tại đây. Tạ ơn Chúa vì lời của Ngài buổi tối hôm nay, và nguyện Chúa ở cùng và thăm viếng chúng con. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.